bếp điện TKTT6315 và những điều bạn cần biết. TKTT6315 là bếp hồng ngoại 3 vùng nấu cao cấp của thương hiệu TK. Bếp điện TKTT6315 có thiết kế lắp đặt dạng âm với mặt kính đen Scott Sorensen siêu bền, viền được bọc kim loại sang trọng và trang bị bảng điều khiển cảm ứng hiện đại. Trong video này hãy cùng kinhhome.vn tìm hiểu chi tiết về chiếc bếp này nhé. Về đặc tính và thông số kỹ thuật, tổng công suất của bếp là 5400W, sử dụng nguồn điện 220-240V với tần số từ 50-60Hz. Số vùng nấu của bếp là 3 vùng nấu, với vùng nấu trên bên trái đường kính là 180mm, vùng nấu dưới bên trái có đường kính là 145mm. Vùng nấu lớn bên phải có hai đường kính là 210mm và 270mm. Tổng trọng lượng của bếp là 8,7kg. Kích thước mặt kính, chiều rộng 600mm và chiều sâu là 510mm. Kích thước khuếch đá, chiều rộng 560mm và chiều sâu là 490mm. TT6315 được trang bị mặt kính Scott Sorensen màu đen siêu bền, giúp hạn chế bám vân tay, có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và chống sốc nhiệt tốt. Bảng điều khiển cảm ứng siêu nhạy cho từng vùng nấu. Bên cạnh đó, bếp còn được tích hợp các chức năng an toàn và công nghệ tiên tiến như cảm biến chống tràn, giúp bếp phát hiện chất lỏng tràn lên mặt bếp đến vị trí bảng điều khiển khi nấu. Bếp sẽ tự động ngắt, ngưng hoạt động để bảo vệ thiết bị cũng như người sử dụng. Cảnh báo quá nhiệt. Khi nhiệt độ mặt bếp vượt quá mức an toàn cho phép, bếp sẽ hiển thị đèn cảnh báo nóng trên bảng điều khiển, đảm bảo an toàn cho người dùng. Tính năng tự động khóa an toàn khi bật nguồn của bếp. Hệ thống tối ưu hóa nồi, tăng hiệu suất nấu. Tùy chọn hai vòng nhiệt đối với vùng nấu lớn bên phải. Chức năng khóa an toàn. Tính năng này sẽ tự động bật khi vừa mở bếp. Bạn có thể bật tắt một cách thủ công bằng cách nhấn giữ từ 3 đến 5 giây. Chức năng hiện giờ nấu, giúp người dùng linh hoạt trong việc canh thời gian nấu cho món ăn. Sau khi bộ đếm giờ hoàn tất, bếp sẽ ngắt chế độ giải nhiệt. Vừa rồi là các thông tin tổng quan về sản phẩm bếp hồng ngoại 3 vùng nấu TKTT6315 được phân phối chính hãng tại kinhhome.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn tổng thể hơn về chiếc bếp hồng ngoại TKTT6315. Hãy nhấn nút like và đăng ký theo dõi kinhhome.vn để xem thêm những video tiếp theo nhé.